Bác cho cháu số điện thoại của người nhà bác nhé. Để cháu gọi người nhà bác tới. Cháu có việc phải đi rồi ạ. Cô không được đi đâu hết. Cô là người đâm vào tôi. Cô phải có trách nhiệm bồi thường cho tôi. Bác có nhầm không ạ? Cháu là người đã đưa bác vào viện. Người đâm bác bỏ chạy rồi ạ. Tôi không biết. Cô không được đi. Chính cô là người đâm vào tôi. Bây giờ cô phải có trách nhiệm bồi thường viện phí cho tôi. Và cả cái tiền công và những ngày tôi không đi làm việc được. Bác ơi, cháu là người đã giúp bác đấy ạ. Giờ bác lại rửa mặt ạ. Cái gì? À, cô ăn nói với người lớn như thế đấy à? Cô đừng có mà bịa chuyện để mà thoái thác nhiệm vụ đấy phải không? Bố, bố đây rồi. Bố có sao không? Cô là người đâm vào tôi. Ai đâm vào bố? Anh có muốn tốt cho Dương mà, có định nói xấu gì Dương đâu. Anh cũng biết là Dương vất vả như thế nào rồi còn gì. Ơ kìa, sao cứ nhắc đến Dương em như gà mẹ nhỉ? Ai đã làm gì mà bảo vệ? Cam ơi, mẹ chỉ thương dì Dương thôi, mẹ không có thương bố Tùng. Bố đau lòng quá đi à. Hai bố con mình uống rượu để nói xấu đi. Ok. Ôi, chảy quá. Chảy đấy, ôi chảy quá, ôi chảy quá đi mà. Chị xin lỗi nhá. Anh xin lỗi nhá. Dạ, không sao đâu ạ. Anh Tùng, anh còn nhớ em không? Em anh Thu này. Chào em. Anh cũng sống ở đây ạ? Ừ, gia đình anh sống ở đây. Ôi, may quá, em vừa mới chuyển về đây, đang lo là không quen ai. Em chào chị là vợ anh Tùng đúng không ạ? Em là anh Thu. Chị là Nguyệt. Dạ. Ngày trước có thực tập ở công ty của anh Tùng ạ. Uống nước đi cháu. Dạ vâng ạ. Cháu mời hai bác ạ. Uống đi con. Thế lần này là con về hẳn đấy hả? Vâng. Con xem sắp xếp công việc thế nào. Nhưng chắc là không đi công tác xa đâu ạ. Về là tốt rồi con ạ. Mấy năm nay con cứ đi biển biệt ra như thế, chẳng còn biết đâu mới là nhà nữa. Mà sao con về không báo với mẹ sớm một tiếng để mẹ cơm nước cho nó đàng hoàng. Có gì đâu, con ăn nhẹ trên máy bay rồi mà. Ăn nhẹ thì lấy đâu ra mà no hả con? Thôi, hay là để mẹ chạy ù ra chợ để về nấu bữa cơm. Chả mấy khi lại có bạn gái về nhà chơi nữa. Nhá. Tạm thời, nếu như mà cần nghỉ một thời gian thì cậu cứ nghỉ đi. Tớ nuôi. Khi nào mà tìm được một công việc nào mới tốt hơn, ổn định hơn, lúc đấy bù đắp sau cho tớ cũng được. Nhất trí không? Thế mới đáng yêu chứ. Nguyệt ơi, con có nhà không đấy? Mẹ ạ? Chào ba ạ. Dương hả? Dạ. Có việc gì mà sang chơi sớm thế? Mẹ để con. Nguyệt này, mẹ có ghé qua chợ mua cho con Cam ít đồ. Con phải cho nó ăn nhiều rồi nhớ, cho nó đủ chất. Vâng, con cảm ơn mẹ.